Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết 29 tháng 10 do đợt không khí lạnh mới tràn về nên khu vực Bắc Bộ trời se lạnh về sáng và đêm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 29 tháng 10, ảnh hưởng của bão số 6 Trami nên từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7, 8, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.